Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Bệ hạ, người nên dọn dẹp, đã dọn dẹp sạch rồi. Mấy hôm nay thiếu chủ Trường Ca đang làm gì vậy? Bẩm bệ hạ, mấy hôm nay thiếu chủ Trường Ca thường xuyên đến Bình Loạn Vương phủ. Bình Loạn Vương phủ, chẳng phải Bình Loạn Thiên Vương họ đã xuất phát mấy ngày rồi hay sao? Hắn đến đó làm gì vậy? Hắn đi tìm con gái thứ hai của Thiên Vương, tiểu thư Quân Giao. Bệ hạ lô tì to gan, chẳng phải thiếu chủ Trường Ca cùng bên với người hay sao? Đúng vậy, có khi nào hắn nhìn trúng Quân Giao hay không? Chỉ hai người nhiều lời. Chỉ là đi pha trà mà thôi, ai bảo bệ hạ các người gần đây cứ né ta. Các người nuôi xuống đi. Dạ dạ, khoảng thời gian này ta vẫn quá. Nữ vương bệ hạ ngày vẫn chăm việc, cố mỗ hiểu. Nếu như không đến gặp ta, vậy thì ta chỉ có thể đến gặp người thôi. Để ta xem thử, tư tưởng yêu thành lạm dụng chức quyền, ức hiếp người dân, tham mô hối lộ 9.000 vạn lượng. Phải chém cả nhà rồi. Ta ghét nhất là tham mô hối lộ. Ngươi có chuyện gì hay không? Ta đương nhiên là đến để giải quyết phiền phức cho cô rồi. Phiền phức? Ngươi có thể khẳng định quân phàm chính là quân phàm hay không? Chính là quân bất phàm hay không? Ta khẳng định có tác dụng gì? Là cô đang làm nữ hoàng, không thể chuyện gì cũng hỏi ta được. Tự bản thân cô cũng phải nghĩ. Nếu ta biết còn cần phải hỏi ngươi hay sao? Hôm đó ngươi nói thế nào? Sau khi nửa cơ thể thì mặc kệ. Chuyện ngươi tình nguyện, chuyện ngươi tình ta nguyện. Có thể gọi là nửa hay sao? Chuyện của quân phàm chắc là rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó nên làm thế nào cô xem nào biết rồi. Phía trước chính là khu cấm sinh mệnh. Tất cả mọi người ở yên tại chỗ chờ lệnh, không được phép cử động bừa. Phụ thần, chúng ta có thật là muốn tiêu diệt nơi này hay không? Nói nhảm, nữ hoàng bệ hạ đích thân hạ lệnh. Huống chi quân bất phàm rất có thể trốn ở đây. Nếu bắt được hắn, còn lo quân gia ta không thể nào tiến thêm một bậc hay sao? 6.000 năm trước, tỷ tỷ đã bước vào chuẩn trí tôn cảnh. Mà nay 6.000 năm qua đi, thực lực của tỷ ấy chắc là có thể tự bảo vệ mình rồi. Để đảm bảo an toàn, ta đi tìm tỷ ấy trước. Phụ thần, ta đi thăm dò tình hình ở đây trước, để tránh đại quân bị mai phục. Có cần dẫn một đội người hay không? Không cần, một mình ta sẽ tiện hơn. Chị, bao nhiêu năm nay tỷ ấy sống ở nơi như vậy sao? Là ai? Quân bất phàm. Cách 6.000 năm rồi, ngươi vẫn không có thay đổi gì. Ngươi là Liên Nhi. Đúng vậy, khí tức của ngươi không sai. Đúng thật là cô lâu quá không gặp. Sao cô lại ở đây? Làm sao biết thân phận của ta? Làm sao tìm được ngươi? Cái này ngươi phải tự hỏi mình rồi. Hành thích khi giao một cách khoa trương như vậy, thật sự xem tất cả mọi người đều ngu như cô ta hay sao? Và lại chỉ dựa vào những gì năm đó ngươi làm với ta, cho dù ngươi hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra. Liên Nhi, ta... Chuyện trước đây là ta có lỗi với cô, chỉ là nhiều năm như vậy qua đi rồi cũng nên. Được rồi, hôm nay không nhắc chuyện khác, ta đến tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta cứu cha ta ra. Chú Bạch Côn sau. Ông ấy rơi vào trong tay của Cố Trường Ca. Từ phi ta có thể lật đổ thống trị của Hy Giao, trở thành vua của yêu giới mới. Nếu không, đến thượng giới cứu người, ta cũng lực bất tòng tâm. Liên Nhi, cô phải tin ta, ta cũng hận không thể nào phanh thây Cố Trường Ca. Quân bất phàm à, quân bất phàm, cha ta trung thành với cha con của ngươi như vậy, nay rơi vào bước này mà ngươi lại. Ngươi đừng vội từ chối. Tuy giờ ngươi không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, nhưng mà không có nghĩa là sau này không phải. Lúc đó phụ hoàng của ngươi nhờ cha ta chờ thời cơ thích hợp đem thứ này giao cho ngươi. Sau đó cha ta bị bắt, thứ này bị ông ấy gửi gắm cho ta. Đây chính là thứ mà phụ hoàng muốn giao cho ta, có nó ta sẽ thay đổi thế cục. Đa tạ Liên Nhi, cô không tính. Cô không thích mạo hiểm lớn như vậy. Đem vật này giao cho ta. Liên Nhi, cô yên tâm đi. Chuyện của cô chính là chuyện của ta, ta không thể nào thấy chết mà không cứu với côn thúc. Cô đây là ý gì? Ta muốn ngươi dùng đạo tâm giao thề, nhất định là phải cứu cha ta từ chỗ của Cố Trường Ca ra. Nếu không, cẩm nang này ta sẽ không giao cho ngươi. Bao nhiêu năm qua đi rồi, cô ấy không tin ta cũng là bình thường. Và lại, bây giờ khí tức trên người của cô ấy, e là đến chuẩn trí tôn rồi. Dùng mạnh không thể nào. Miên Nhi, cô yên tâm,
Giờ ta dùng đạo tâm để thề, bất luận là thế nào lấy được đồ trước rồi nói. Bây giờ cô có dự tính gì? Không có dự tính, chờ ngươi cứu cha ta ra. Phục thù Hy Giao thống nhất yêu giới, lên thượng giới hang ổ của Cố Trường Ca cứu chú Bạch Côn ra. Chỉ dựa vào một mình ta, e là đường dài nhiệm vụ lặng. Nghiên Nhi, sau này cô có thể không so đo chuyện cũ mà ở lại bên cạnh ta hay không? Ta tin, lần này ta nhất định là sẽ không phụ cô. Cố Trường Ca tuyển người, biết uy ép lợi dụ, không biết là nên nói ngươi tự tin hay là tự đại. Bất phàm phải đệ không? Tiếng của chị Quân Nhược Hy ở hướng này. Bất phàm. Bất phàm, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Ta chờ đệ 6.000 năm rồi. Chị ở trong giếng này hay sao? Đứng lại, đừng đến gần. Với tu vi bây giờ của đệ không gánh nổi đâu. Cái giếng này, chị Hy Giao phái đại quân chuẩn bị. Ta biết đệ muốn nói gì nhưng mà đệ yên tâm. Ở đây trừ phi là người ta muốn gặp, nếu không không thể nào tìm được ta. Lúc trước ta và Hy Giao hẹn ước, Cũng chỉ vì kéo dài cô ta mà thôi. Ta biết trong lòng đệ có nguy hoặc, nhưng mà bây giờ ta cũng rất khó giải thích với đệ điều gì. Chuyện ta có thể nói với đệ thật ra không nhiều, đệ chỉ cần biết, chỉ có dùng chìa khóa mở cánh cửa chết đó, đệ mới có thể tìm thấy phụ hoàng, đích thân hỏi ông ấy. Chìa khóa đó là gì? Còn nữa, cửa chết mà tỷ tỷ nói lại là đâu? Chìa khóa, ta nghĩa phụ hoàng đã cho đệ rồi. Còn về cửa chết, ta cũng không biết ở đâu, chỉ có người lấy được chìa khóa mới có thể tìm được. Đã cho ta rồi. Chẳng lẽ là Cẩm Lang? Lục đế biến mất, nay xem ra là có ẩn tình khác. Cũng có nghĩa là phụ thân bỏ chạy nhiều năm như vậy, thậm chí liên lụy mẫu thân chết, thật ra đều có liên quan đến kế hoạch của lục đế. Mà phụ thân còn ngu ngơ xem Huyền Dương yêu đế là huynh đệ, giúp hắn bảo quản Cẩm Lang hơn 6.000 năm. Ẩn núp và truy sát nhiều năm như vậy thật là nực cười. Phụ hoàng từng nói, cửa chết vào cửa sinh ra, chẳng lẽ cái giếng cổ mà tỷ tỷ đang ở là cửa sinh? Đúng vậy, mà nay ta phụ trách trấn thủ cửa sinh, trước khi cửa sinh mở ra, ta không thể nào rời khỏi đây nửa bước. Thời gian để lại cho ta không còn nhiều nữa. Quân Nhược Hy, đệ phải mau chóng tìm được vị trí của phụ hoàng, chắc là ông ấy có chuyện rất là quan trọng muốn giao cho đệ.